Tôi Khuyết Thích Hành đã quay lại với chúng tôi Sài Gòn Down ngày hôm nay. Ngày hôm nay đây, Sài Gòn Down của chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các khách hàng một loại cửa vô cùng tuyệt vời và thông minh. Đó chính là cửa gỗ công nghiệp HDS Vernier. Và cửa gỗ công nghiệp HDS Vernier này có những tính năng ưu việt gì? Thì ngay bây giờ xin mời tất cả các khách hàng cùng với Sài Gòn Down của chúng tôi cùng nhau trò chuyện với chị Xuyến. Vâng, và chào chị Xuyến. Ngày hôm nay thì em cũng rất vinh dự được trò chuyện với chị. Thì chị có thể cho em cũng như tất cả các khách hàng biết về cấu tạo của cửa gỗ công nghiệp HDS Vernier này được không ạ? Xin chào Mỹ Ngọc và chào quý khách hàng. Nhân đây mình xin giới thiệu với quý khách hàng, đây là cửa gỗ công nghiệp HDS Vernier. Đây là mẫu cửa HDS Vernier 2A màu cam xe. Cam xe đang được rất nhiều khách hàng ưa chuộng hiện nay. Thì mẫu cửa này có cấu tạo là gồm có cắn và khung bao. Khung bao là bằng gỗ tự nhiên và kích thước là 40 x 110mm. Và cái cánh cửa thì làm cánh cửa là khung xương bằng gỗ tự nhiên, gỗ cứng hoặc là gỗ thông nhập khẩu. Thì hai bên là hai tấm HDF. HDF bậc phủ bên ngoài từ là tấm vernier theo những danh mục như là gỗ cam xe, gỗ sồi, xoan đào hoặc sa beo. Và phía bên trong của cửa gỗ này thì có một tấm giấy tổ ong honey combo, thì có tác dụng là cách âm, cách nhiệt rất là tốt và tránh va đập và giảm trọng lượng của cánh. Vâng, và như tất cả những khách hàng của chúng ta có thể thấy, cửa gỗ công nghiệp HDS Vernier này có rất là nhiều tính năng ưu việt dành cho tất cả các khách hàng. Như tất cả quý khách hàng có thể thấy ở trên là gồm một tấm vernier như thế này, giúp cho vân gỗ của chúng ta có thể giữ được hoàn toàn 100%, và đặc biệt vân gỗ giống vân gỗ thật tự nhiên 100% tất cả quý khách hàng ha. Và đặc biệt là được phủ lớp vernier này nên là cái cửa của chúng ta rất là dễ lau chùi nha. Tất cả quý khách hàng có thể thấy đây, lớp vân gỗ cực kỳ tự nhiên như thế này giúp cho không gian của chúng ta có phần sang trọng hơn, bắt mắt hơn, hài hòa hơn, và đặc biệt là dễ dàng lau chùi, dễ dàng vệ sinh hơn rất là nhiều. Và chị Xuyến có thể chia sẻ cho em cũng như tất cả quý khách hàng có thể biết được những chi tiết nhỏ của cửa HDS Vernier này được không ạ? Mình xin giới thiệu thêm là những chi tiết nhỏ của cửa. Thì ngoài những tính năng nó ra thì cửa mình có thêm những cái chi tiết là bản lề. Thì cửa mình gồm có 3 bản lề bằng inox 304 nên là rất là chắc chắn, và có tác dụng là nâng đỡ cửa cho mình khỏi bị xệ cánh. Và phía bên cạnh đây là ổ khóa. Thì đây là ổ khóa nắm tròn, có ổ khóa gạt tròn, hoặc là cái khách không thích ổ khóa gạt tròn này có thể thay đổi bằng những ổ khóa khác nhau như là ổ khóa gạt vuông hoặc ổ khóa nắm tròn đều được. Và việc thay cái những ổ khóa này thì đã có đội ngũ kỹ thuật của Sài Gòn Door sẽ khoét cho quý khách những ổ khóa khác nhau để mình có thể thay đổi một cách tiện dụng hơn ạ. Vâng, và như tất cả quý khách hàng của chúng ta có thể thấy, đây chính là những tính năng ưu việt mà Sài Gòn Door của chúng tôi mang đến cho tất cả các quý khách hàng. Những cái bản lề như thế này không hề rỉ sét nè, những cái ổ khóa như thế này có thể thay thế được, thì giúp cho tất cả quý khách hàng của chúng ta có thể sử dụng được lâu hơn, bền hơn. Và đặc biệt ở trên này sử dụng một lớp vernier như thế này giúp cho tất cả quý khách hàng của chúng ta có thể bảo vệ được cửa và sử dụng được bền hơn rất là nhiều. Và chị Xuyến có thể giới thiệu cho em cũng như tất cả các quý khách hàng biết là cái cửa gỗ công nghiệp HDS Vernier này thì nó có tính năng ưu việt gì mà giúp cho tất cả các quý khách hàng của chúng ta ưa chuộng đến như vậy ạ? Cửa gỗ công nghiệp HDS Vernier này thì có những ưu điểm ưu việt là nó vừa giữ được vẻ đẹp của gỗ tự nhiên và vừa có tính năng ưu việt là mình sử dụng nó sẽ không thời gian lâu, sẽ không lo bị cong vân, co ngót hay mối mọt gì hết, và mẫu mã đa dạng, phong phú và màu sắc thì như vân gỗ tự nhiên. Nên và cửa gỗ mặc dù là giữ như giống như cửa gỗ tự nhiên nhưng mà giá thành lại rất là thấp, cách âm cách nhiệt tốt, vệ sinh lau chùi một cách dễ dàng, giá cả chỉ bằng 1/2 cửa gỗ tự nhiên thôi. Và cửa gỗ này thì vừa tốt cho sức khỏe lại vừa bảo vệ môi trường nữa. Vâng, và như tất cả quý khách hàng của chúng ta có thể thấy có rất là nhiều tính năng ưu việt như vậy, thì đó cũng chính là một lựa chọn thông minh cho tất cả quý khách hàng. Cửa của chúng ta không những đẹp sang trọng mà mang đến cho chúng ta những cái nguồn như sức khỏe nè, hoặc là những cái tính năng ưu việt như vậy, thì đây chắc hẳn rằng là chính là một lựa chọn thông minh dành cho tất cả các quý khách hàng. Và chị Xuyến cũng có thể chia sẻ thêm cho em cũng như tất cả quý khách hàng biết là cái thời gian của mình lắp cửa thì trong vòng bao lâu chị Xuyến nhỉ? Thời gian lắp đặt của bộ cửa này cũng khá là đơn giản. Với đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao của Sài Gòn Door thì lắp bộ cửa này với lắp ổ khóa và cánh và khung bao trong thời gian là khoảng 35 đến 45 phút là có thể hoàn thiện một bộ cửa sang và đẹp như vậy ạ.
Vâng, nhìn tất cả những hàng của chúng ta có thể thấy vừa tiết kiệm được thời gian, vừa tiết kiệm được chi phí, đặc biệt là mang đến cho chúng ta rất là nhiều tiện ích như vậy. Thì Mỹ Ngọc tin rằng thì cửa gỗ công nghiệp HDF Venus này có thể giúp cho tất cả những khách hàng của chúng ta sẽ có một bộ cửa ưng ý và hài lòng nhất cho gia đình của mình, đúng không ạ? Vâng, và một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả khách hàng đã luôn đồng hành theo dõi Sài Gòn Đo của chúng tôi trong quãng một thời gian khá là dài. Và Mỹ Ngọc tin chắc rằng Sài Gòn Đo của chúng tôi một thời gian tới sẽ ra được nhiều sản phẩm tốt hơn, ưu việt hơn dành cho tất cả những khách hàng của Sài Gòn Đo. Và tất cả quý khách hàng nhớ nhấn chung đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi hơn được nhiều video nhé. Chúc tất cả quý khách hàng của chúng ta có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt.